Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Kính thưa quý vị khán giả, từ xa xưa đến nay, cúng giỗ là một nét văn hóa trong phong tục thờ cúng tổ tiên của người Á Đông. Tục cúng giỗ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không ai được quên và không thể không làm. Ngày cúng giỗ được xem là ngày thể hiện tấm lòng tưởng nhớ của người còn sống gửi đến người đã khuất. Trong những ngày này, bạn cần chú ý cẩn trọng, thực hiện đúng các nghi lễ truyền thống để tránh bể trên quả trách. Video hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ cùng bạn những điều kiêng kỵ trong nghi lễ cúng giỗ ông bà tổ tiên tuyệt đối không được làm, kẻo làm phật ý người âm, khiến cho tiền vàng đội nón ra đi. Xin mời quý vị khán giả theo dõi video ngay sau đây. 1. Nên hiểu ngày giỗ là gì. Giỗ là một nghi thức truyền thống của người Việt, thường được tổ chức để tưởng nhớ những thân nhân trong gia đình, dòng tộc đã mất. Đây cũng là cách để người ta nhắc nhở con cháu về những người đã đi trước và gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong dòng họ. Thông thường sẽ có 3 khái niệm giỗ quan trọng mà chúng ta cần biết, đó là giỗ đầu, giỗ hết và giỗ thường. Giỗ đầu, sau khi người mất đã đi đúng 1 năm, gia đình sẽ tổ chức giỗ đầu. Đây là một ngày giỗ quan trọng nằm trong kỳ Thanh Xế. Vào ngày này, người ta vẫn phải mặc đồ tang và những nỗi buồn nhớ thương người đã khuất vẫn chưa thể vơi đi được, thể hiện qua vẻ u buồn, sầu bi ai của mọi người. Giỗ hết. Giỗ hết được tổ chức sau khi người thân đã yên nghỉ đúng 2 năm, vẫn trong kỳ Thanh Xế. Buổi giỗ này sẽ được tổ chức vô cùng trang nghiêm. Và người ta vẫn sẽ mang tang phục vào ngày này. Giỗ thường. Giỗ thường còn được gọi là giỗ lành. Giỗ thường được tổ chức sau khi người đã mất yên nghỉ 3 năm trở đi. Mỗi năm diễn ra 1 lần. Vào ngày này, mọi người đã có thể mặc thường phục tham gia giỗ. Ngoài ra, giỗ của một người đã mất thường sẽ diễn ra liên tục, thường kỳ hàng năm và kéo dài đến hết năm đời. Bởi vì người ta tin rằng sau năm đời thì vong linh của người quá cố cũng đã siêu thoát và đầu thai sang một kiếp mới. Lúc này mới thôi làm lễ cúng giỗ. Lễ cúng giỗ không đòi hỏi phải quá cao sang, linh đình hay phô trương, mà có thể tổ chức dựa trên khả năng kinh tế của từng nhà. Chỉ cần con cháu luôn nhớ đến người đã khuất và giữ được đạo hiếu là đã đủ. 2. Ý nghĩa của ngày giỗ. Ngày giỗ là một phong tục cổ truyền thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt. Người Việt xưa nay luôn xem trọng đạo làm con, làm người, đạo uống nước nhớ nguồn. Vì thế mà mới xuất hiện những nghi thức, nghi lễ cúng bái, văn hóa hương hỏa để tưởng nhớ người đã khuất. Ngày giỗ được xem là ngày con cháu kỷ niệm người thân đã qua đời. Đây là một điều không thể thiếu trong phụng sự tổ tiên. Theo truyền thống người Việt, cúng giỗ là một văn hóa tốt đẹp, là ngày để con cháu tưởng niệm và ghi nhớ đến người đã khuất. Nó không chỉ là cách để con cháu thể hiện lòng thành kính và sự biết ơn, mà nó còn là sự nhắc nhở con cháu đời sau phải tiếp nối mỹ tục được lưu truyền qua bao đời nay của con rồng cháu tiên. Ngày nay, người ta có thể tổ chức cúng tại nhà hoặc tại chùa với mục đích chính là tưởng niệm và biết ơn người quá cố, chứ không nên làm lễ cầu siêu, dâng sớ, đốt vàng mã như văn hóa người Trung Quốc. Bởi vì ông bà ta đã lên cõi tịnh hoặc tái sanh làm người khi nhắm mắt xuôi tay, rời xa cõi hồng trần ở kiếp này. Thứ ba, đó là những điều cần kiêng kỵ trong ngày giỗ. Không đặt đồ có mùi tanh lên mâm cúng giỗ. Tuyệt đối không bày lên mâm cơm cúng giỗ những món gỏi, món sống có mùi tanh. Bởi vì điều này được xem là đại kỵ, sẽ làm ô uế bàn thờ và khu vực tâm linh. Không nêm nếm thức ăn. Không được nêm nếm hay ăn thử thức ăn trước khi đem lên bàn thờ thắp hương. Đây là hành động xúc phạm, không tôn trọng, phạm úy đối với người bề trên. Bởi vì thức ăn đó sẽ được dâng lên cho người đã khuất,
Nếu chúng ta nêm nếm hay ăn thử trước, thì thức ăn sẽ không còn được thanh thuần, hay nói nặng hơn là để người trên ăn lại thức ăn của chúng ta. Không dùng chén đũa sử dụng hàng ngày để cúng. Riêng đồ đạc như là chén, dĩa, đũa, muỗng phải được chuẩn bị riêng cho các ngày cúng dỗ. Bạn không được phép bày lên mâm cỗ những vật dụng thường ngày sử dụng. Đây là điều không nên, sẽ khiến người trên phật lòng. Không dùng đồ đóng hộp. Tuyệt đối không đặt lên bàn thờ những món ăn đóng hộp hay đặt sẵn ngoài nhà hàng để cúng. Bởi vì người trên sẽ coi đây là hành động không có thành ý, qua loa và không tôn trọng họ. Hiện nay có nhiều gia đình đặt sẵn thức ăn để dọn khách từ đơn vị nấu nướng. Nhưng riêng mâm cúng dâng lên ông bà gia tiên thì con cháu vẫn thường phải đích thân nấu nướng để thể hiện sự thành kính của mình. Không dùng hoa ly. Không được sử dụng hoa ly đặt trên bàn thờ thắp nhang cho người đã khuất, vì hoa ly là biểu hiện của sự mất mát, chia ly và tin buồn. Nó không thích hợp để bày cúng vào ngày dỗ. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vào ngày cúng dỗ tổ tiên, phần nghi thức cúng hay là vật phẩm bạn chuẩn bị là một phần khá quan trọng. Nhưng điều cần chú ý hơn cả là phần mộ của những người đã khuất phải được vệ sinh sạch sẽ và chăm sóc. Ở phần tiếp theo của video, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ cùng bạn ý nghĩa của mộ phần và sự ảnh hưởng của phong thủy phần mộ tổ tiên đến thế hệ con cháu. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của video. Tác động phong thủy của phần mộ tổ tiên đến thế hệ tương lai giữa nam và nữ là không giống nhau. Phong thủy phần mộ tổ tiên ảnh hưởng không giống nhau đối với các con cái, con cả và con thứ tư, hay con thứ hai và thứ năm, hoặc con thứ ba và người thứ sáu đều bị ảnh hưởng giống nhau. Điều này được quyết định bởi la bàn bát quái với mặt phẳng 360 độ chia thành 24 hướng núi. Quy về khu vực bát quái được gọi là một quẻ quản ba núi. Tác động vào vận thế của con cháu có những thể hiện cụ thể trong các khía cạnh khác nhau. Phong thủy đối với phần mộ của tổ tiên ảnh hưởng trực tiếp đến con cái, bao gồm hầu như tất cả các khía cạnh của cuộc sống, như các vấn đề về tài vận, hôn nhân, con cái, sức khỏe, sự nghiệp. Nếu các ngôi mộ được xây dựng trong vùng đất cô quả, thì cuộc hôn nhân của con cái sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lấy ví dụ một trường hợp như vậy. Gia đình nọ có con trai đã hơn 30 tuổi, nhưng đều chưa kiếm được vợ. Người trong nhà đều rất lo lắng. Một vị thầy phong thủy đã đi khảo sát ngôi mộ tổ tiên của gia đình và phát hiện ra nó nằm ở vùng đất cô quả. Vì vậy đã giúp họ chọn một vùng đất địa cát hơn. Sau khi di chuyển mộ chưa đầy một năm thì liền được song hỷ. Con cái nhiều hay ít, có tiền đồ hay không đều có thể được dự đoán từ phong thủy của ngôi mộ của gia tiên. Vấn đề về thọ mệnh tốt xấu, dài ngắn của con cái trong gia tộc đều sớm có thể phản ánh từ phong thủy phần mộ gia tiên. Tài vận của con người tùy thuộc vào ngày giờ sinh bát tự của họ, nhưng phong thủy có thể thật sự thay đổi vận thế của người đó. Ví dụ, nếu một người trong số mệnh định là triệu phú thì nhất định sẽ không thể nghèo. Mộ mả tổ tiên cũng có ảnh hưởng một phần nào đó đến đời sống, sự nghiệp của con cháu, hậu duệ, bởi có sự tương tác huyết thống và tương tác phi vật thể giữa hai thế giới hữu hình và vô hình. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng đó cũng còn phụ thuộc vào luật nhân quả. Nếu truyền thống của dòng họ hướng tâm đến điều thiện, thì long mạch tự triều hiển, phát sinh miếu địa, vượng địa. Nếu làm điều xấu ác, thì cho dù có đặt mồ mả vào nơi vượng địa, thì long mạch cũng sẽ tự chuyển rời và biến thành hám địa. Hương linh gia tiên phải giác ngộ, phải ở cảnh giới thanh tịnh, thì mới có đủ đạo lực phù hộ cho con cháu được vinh hiển. Nếu con cháu sát sinh, cúng dâng những vật thực thanh hôi, cúng tiền giả, đồ giả, khiến gia tiên rơi vào cảnh giới tối tăm, si mê phiền não. Khi thần thức người quá cố chưa giác ngộ, còn ham hố những đồ tanh hôi, thì chắc chắn sẽ bị lưu trú ở cõi tù ngục tối tăm. Và tất nhiên không thể có đạo đức để phù hộ cho con cháu được. Do vậy, song song với việc giữ gìn mồ mả gia tiên được trang nghiêm thanh tịnh, còn phải tinh tấn về đạo lực và hành thiện về hồi hướng công đức cho gia tiên. Làm được điều đó chính là gìn giữ phúc ấm,
vun bồi long mạch miếu vượng cho mồ mả ông bà tổ tiên bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, video vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ cùng các bạn những điều cấm kỵ trong ngày cúng dỗ tổ tiên. Đồng thời bạn cũng nên để tâm đến phần mộ của tổ tiên nhà mình để lo việc chu toàn, để được các cụ phù hộ, sức khỏe dồi dào, tấn tài, tấn lộc. Video của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.